Chào các em, hôm nay cô và các em giải đề khảo sát chất lượng giữa kỳ 1, tức là đề kiểm tra giữa kỳ 1, môn tiếng Anh lớp 5, năm học 2021-2022. Chúng ta bắt đầu làm nhé! Part 1, phần 1, Vocabulary and Grammar, từ vựng và ngữ pháp. Task 1, bài số 1, khoanh tròn một từ không cùng nhóm. Câu A, always, đây là trạng từ có nghĩa là luôn luôn. B, usually, thường thường, often là thường và busy là bận rộn. Vậy là always, usually, often đều là những trạng từ chỉ tần suất, còn busy là tính từ, chúng ta khoanh vào D nhé, busy. Câu 2, car, xe hơi, plane, máy bay, train, tàu hỏa và walk, đi bộ. Xe hơi, máy bay, tàu hỏa là những phương tiện di chuyển, còn walk là hành động. Chúng ta chọn D nhé, walk. Câu 3, pretty, xinh đẹp, nice, đẹp, early, sớm, beautiful, xinh đẹp. Các tính từ pretty, nice, beautiful đều có nghĩa là xinh đẹp và early nghĩa là sớm. Chúng ta khoanh vào C, đáp án là early. Câu 4, badminton, môn cầu lông. Football, bóng đá, baseball, bóng chày và bicycle là xe đạp. Cầu lông, bóng đá và bóng chày là những môn thể thao và xe đạp là một phương tiện để di chuyển. Nên chúng ta khoanh vào D. Task 2. Bài số 2, khoanh tròn câu trả lời đúng. 4 điểm. What she do after school? Cô ấy làm gì sau giờ học? She usually does her homework. Cô ấy thường làm bài tập về nhà của cô ấy. Đây là câu sử dụng thì hiện tại đơn và đối với chủ ngữ she thì chúng ta sử dụng trợ động từ does trong câu hỏi nhé. What does she do? Chúng ta chọn đáp án C. Câu 2. I often TV after dinner with my younger brother. Mình thường xem TV sau bữa ăn tối với em trai của mình. Younger là nhỏ hơn, trẻ hơn. Vậy chúng ta dịch là em trai. Chủ ngữ I đi với. Động từ không thay đổi. Chúng ta chọn what. Câu 3. What does your brother in the evening? Anh trai của bạn làm gì vào buổi tối? He, me, with my homework. Anh ấy giúp mình làm bài tập về nhà. Ở chỗ trống thứ nhất, đây là câu hỏi. Trong thì hiện tại đơn. Nên động từ chúng ta không thay đổi, như vậy là đáp án A và B có thể đúng. Và trong câu hỏi thứ hai, anh ấy giúp mình, chủ ngữ he đi với động từ phải thay đổi. Ở đây chúng ta từ helps phải thêm sờ cho nó, nên chúng ta chọn đáp án B nhé. Câu 4, what did you do at the party? Bạn đã làm gì trong bữa tiệc? We sang birthday song, chúng mình đã hát bài hát chúc mừng sinh nhật, and TV together và xem TV cùng nhau. Câu hỏi là bạn đã làm gì? Bây giờ chúng ta trả lời là chúng ta đã xem TV cùng nhau. Vậy thì động từ watch chúng ta phải thêm ed cho nó. Với nghĩa là đã xem, chúng ta chọn đáp án A. Câu 5. How often does she go to the library? Times a week. Cô ấy đi thư viện bao lâu một lần? Ở chỗ trống này phải là một lượng từ, số nhiều phải không nào? Ở đây once time a week là một lần một tuần chúng ta loại nhé. Ở đây có thể là một lần một tuần, ở đây cũng loại. Two times a week, chúng ta không viết như vậy. Hai lần một tuần chúng ta nói là twice a week. Và ba lần một tuần, vậy chúng ta chọn đáp án C là three times a week. Câu 6, how did you get to Phú Quốc Island? Bạn đã đi đến đảo Phú Quốc bằng cách nào? I there by plane. Mình đã đi đến đó bằng máy bay. I đã đi đến đó. Chúng ta chọn từ went. Went này là quá khứ, dạng V2 của go. Câu 7. My father hates tea. Ba của mình ghét trà. He drinks tea. Ông ấy không bao giờ uống trà. Always là luôn luôn. Often là thường. Never là không bao giờ và usually là thường thường. Chúng ta chọn C nhé. He never drinks tea. Câu 8. Where you be this weekend? Bạn sẽ đi đâu? Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?
I'll go to Hạ Long Bay, mình sẽ đi Vịnh Hạ Long. Trong câu này chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn, vậy thì trước từ you, chúng ta chọn từ will nhé, where will you be? Part 2, reading, task 1, phần 2 là phần đọc, và bài số 1 đọc và ghép. Câu 1, what's your hometown like? Quê hương của bạn như thế nào? It's very beautiful and crowded. Nó rất xinh đẹp và đông đúc. Chúng ta nối 1 và C. Câu 2, what do you do in the afternoon? Bạn làm gì vào buổi chiều? Mình đi bơi. I go swimming. 2, chúng ta nối với D. Câu 3, did you visit Hạ Long Bay last summer? Mùa hè vừa rồi, bạn có đi thăm Vịnh Hạ Long không? Câu trả lời là yes, I did. Vâng, có. Câu 4, how often do you go to the cinema? Bạn đi đến rạp chiếu phim bao lâu một lần? Câu trả lời là once a month. Một lần một tháng, 4 nối với A. Task 2, bài số 2, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Trong bài này, em hãy đọc câu hỏi trước rồi dò thông tin trong bài và trả lời nhé, để chúng ta tiết kiệm thời gian. Câu 1, who does Hùng live with? Bạn Hùng sống với ai? Câu đầu tiên của đoạn văn, Hùng lives with his grandparents in Hà Nội. Bạn Hùng sống với ông bà của bạn ấy ở Hà Nội. Như vậy chúng ta viết vào nhé. Hùng lives with his grandparents in Hà Nội. Câu 2, what is his address? Địa chỉ của cậu ấy là gì? His address is at 80 Trần Hưng Đạo Street. Địa chỉ của cậu ấy là số 80 đường Trần Hưng Đạo. His address is at 80 Trần Hưng Đạo Street. Câu 3, what is his flat like? Căn hộ của cậu ấy như thế nào? Their flat is big and modern. Căn hộ của họ thì lớn và hiện đại. Vậy chúng ta trả lời là his flat. Chúng ta dùng từ his. His flat is big and modern. Câu 4, does he like his new place? Cậu ấy có thích nơi ở mới của cậu ấy không? Hùng likes the new place. Hùng thích nơi ở mới. Chúng ta trả lời là có. Yes, he does. Part 3, writing. Phần số 3 là phần viết. Task 1. Bài số 1, sắp xếp các từ theo thứ tự đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh. Small là nhỏ bé, quiet, yên tĩnh, village, ngôi làng, and it is a. Nó là một khu làng nhỏ bé và yên tĩnh. It is a small and quiet village. Chúng ta cùng viết lại nhé. It is a small and quiet village. Hoặc nếu em nói, nó là một ngôi làng yên tĩnh và nhỏ bé. It is a quiet and small village. Cũng đúng nhé. Câu 2. Get I can house you to the. Câu này có nghĩa là mình đến sở thú bằng cách nào? How can I get to the zoo? How can I get to the zoo? Đây là câu hỏi nên chúng ta phải có dấu hỏi nhé. Câu 3, always morning does she exercise the in morning? Cô ấy luôn tập thể dục buổi sáng vào buổi sáng. She always does morning exercise in the morning. Cụm từ does morning exercise em dịch là tập thể dục buổi sáng nhé. Task 2, trả lời câu hỏi. Phần này chúng ta trả lời câu hỏi theo ý của mình nhé. How often do you go to the library? Em đến thư viện bao lâu một lần? Cô trả lời là cô đến thư viện một lần một tuần nhé.
I go to the library once a week. Câu 2. How did you get to your hometown? Bạn đã về quê bằng cách nào? Em hãy chú ý câu này sử dụng thì quá khứ đơn nhé. Câu trả lời là cô đã về quê bằng xe khách. I went my your hometown. Bây giờ em viết lại là my hometown. By coach. Câu 3. What's your hometown like? Quê nhà của bạn như thế nào? Quê của cô thì yên tĩnh và xinh đẹp. Cô viết nhé. It's quiet and beautiful. Như vậy là cô và các em đã giải xong đề kiểm tra giữa kỳ môn tiếng Anh lớp 5. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô. Chào các em và hẹn gặp lại các em nhé.